Rất vui được gặp lại quý vị trong tạp chí đầu tư giáo dục trên kênh truyền hình FBNC. Trong tạp chí kỳ này, mời quý vị theo dõi những nội dung chính sau đây. Vấn đề trong tuần, bình đẳng giới trong chương trình đại học và những góc nhìn. Mỗi tuần một địa chỉ, hội nghị mini COP21, diễn đàn chống biến đổi khí hậu dành cho giới trẻ Việt. Chuyên mục học cái gì, ở đâu, cùng tìm hiểu làm sao để có một bộ hồ sơ du học hoàn hảo. Cuối tháng 11 vừa qua, khép lại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết yêu cầu tiếp tục giữ môn học lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới. Quốc hội yêu cầu việc thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông phải đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và nội dung của nghị quyết Quốc hội đề ra trước đó, tiếp tục giữ môn học lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới. Môn lịch sử, tiếng Việt văn học, toán vốn được xem là những môn học cơ bản, bắt buộc trong hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam. Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới đây đưa ra chủ trương tích hợp môn lịch sử vào các môn khác. Việc thay đổi này khiến các nhà sử học lo ngại thế hệ trẻ sẽ không hiểu về lịch sử cha ông hoặc hiểu méo mó sai lệch. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam vừa đề xuất nâng mức cho vay đối với học sinh sinh viên năm 2015 lên 1.732.300 đồng một tháng một học sinh sinh viên nhằm hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt của các em. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết mức cho vay hiện nay là 1.100.000 đồng một tháng, mới chỉ đáp ứng được khoảng 30-40% nhu cầu chi phí học tập. Theo kết quả khảo sát thực tế tại một số tỉnh thành trong năm học trước, chi phí học tập của một học sinh sinh viên khoảng từ 3-3,5 triệu một tháng. Thực tế, kể từ khi thực hiện chương trình này vào tháng 9 năm 2007 đến nay, mức cho học sinh sinh viên vay đã được nâng lên 3 lần. Sau 9 năm triển khai thì tổng số tiền cho vay đạt gần 55.000 tỷ đồng, với trên 3,2 triệu lượt được vay vốn trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Giữa lúc dải Gaza còn lao đao vì chiến tranh, thì một trung tâm văn hóa tại đây đã mở một lớp dạy múa ba lê cho các em nhỏ, biến lớp học này thành một trường dạy múa nổi tiếng và được rất nhiều người ưa thích. Bất chấp ngoài trời là khung cảnh ảm đạm và ngột ngạt của dải Gaza, các bé gái này vẫn đắm mình trong những bài tập múa ba lê tại trung tâm Al-Katan. Phụ huynh gửi các em đến đây với hy vọng giúp các em tìm thấy niềm vui giữa lúc dải Gaza liên tục bị tàn phá bởi giao tranh giữa Israel và Hamas trong suốt 5 năm nay. Dự án lớp học múa ba lê là ước mơ của nhiều gia đình gửi trẻ đến trung tâm, vì vậy chúng tôi quyết định mở lớp học này. Khó khăn ở chỗ chúng tôi rất khó tìm được các cô giáo và càng khó khăn hơn nữa để mời được giáo viên người nước ngoài. Người đứng lớp tại đây là cô Tamara, một giáo viên người Ukraine đang sinh sống ở Gaza. Chương trình này vừa khai giảng mùa hè vừa rồi. Lớp học múa ba lê này hiện có 50 học sinh ở độ tuổi từ 5 đến 8 tuổi. Trung tâm mong muốn có thể nhận hàng trăm em nhỏ đến học. Dân số dải Gaza hiện là 1,8 triệu dân, gần một nửa trong số này là các em dưới 18 tuổi. Theo UNICEF, ước tính có đến 400.000 trẻ em cần phải được chăm sóc về mặt tâm lý sau nhiều năm đối mặt với chiến tranh. Chúng ta vừa điểm qua một số tin tức đáng chú ý và ngay sau đây sẽ là chuyên mục vấn đề trong tuần. Bình đẳng giới trong chương trình đại học và những góc nhìn. Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục vấn đề trong tuần. Mới đây, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố vừa tổ chức một hội thảo về vấn đề bình đẳng giới trong chương trình đào tạo ở bậc đại học. Vấn đề đặt ra là liệu các nội dung giảng dạy nên như thế nào và cách đưa vào giảng đường như thế nào và làm sao để nhận thức về vấn đề này được lan tỏa một cách hiệu quả trong thực tế. Ngay lập tức, chủ đề này đã nhận được khá nhiều ý kiến và góc nhìn khác nhau. Và đây cũng chính là vấn đề của tuần này trên bản tin Đầu tư Giáo dục FBNC. Mời quý vị theo dõi. Chủ đề về bình đẳng giới đã được Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra thảo luận trước giới chuyên gia thường niên trong vài năm trở lại đây. Và trọng tâm của năm nay đó là thảo luận về việc làm thế nào để lồng ghép bình đẳng giới vào trong chương trình đào tạo ở bậc đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo góc nhìn của giới chuyên gia, bao gồm kể cả giảng viên ở một số trường đại học, thì bình đẳng giới là một chủ đề rất thiết thực và nên ưu tiên lồng ghép vào trong đào tạo ở bậc đại học. Đặc biệt là ở các nhà quản lý tại một số trường đại học và cao đẳng cần phải nâng cao nhận thức của chủ đề bình đẳng giới trong công tác quản lý.
Vấn đề giới và bình đẳng giới là một trong những khía cạnh rất là quan trọng đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Tôi nghĩ rằng là giống như trong cái hội thảo này chúng ta bàn và thấy rằng là cái chủ trương hay cam kết của lãnh đạo để ủng hộ bình đẳng giới là một cái điều kiện có thể, tôi có thể nói là quyết định để có thể là đẩy mạnh những cái hoạt động nghiên cứu về giới và bình đẳng giới trong đơn vị. Các trường đại học, tức là trong phạm vi là có khả năng điều kiện để mà truyền thông về vấn đề bình đẳng giới. Và cái đối tượng là các cái sinh viên thuộc là các cái thanh niên trẻ có tri thức mà để xem, để đo lường thử xem là cái nhận thức nó như thế nào. Thì qua đây chúng ta thấy rằng là cái nhận thức nó vẫn còn có một cái khoảng cách so với mong đợi. Cái điều thứ hai mà chúng ta có thể rút ra được đó cũng là nhận thức, nhưng mà cái nhận thức này của cấp lãnh đạo, của các đơn vị chưa quan trọng cái vấn đề bình đẳng giới trên những cái hoạt động trong các trường đại học. Thì nó làm rõ cái ý, tức là trường nào mà có cái môn khoa học xã hội nhân văn á, thì trường đó nó mạnh. Còn lại những trường nào mà không có cái môn này đó về khoa học tự nhiên á, thì trường đó hầu như sinh viên rất kém về nhận thức về bình đẳng giới. Trên thực tế, vấn đề bình đẳng giới đã được lồng ghép vào một số môn học tại một số trường đại học khoa học xã hội. Và tại một số trường đào tạo về khối ngành kinh tế cũng lồng ghép chủ đề này tại một số môn học phụ. Tuy nhiên, đối với một số trường đại học ở khối ngành khoa học tự nhiên thì chủ đề này vẫn còn khá xa lạ. Và cũng như tại một số trường này thì sinh viên ở khối ngành khoa học tự nhiên vẫn còn hiểu rất lơ mơ về vấn đề bình đẳng giới và thậm chí không nghĩ rằng bình đẳng giới có mối quan hệ như thế nào và có tác động như thế nào đối với lại cách tổ chức công việc cũng như là trong cuộc sống sau này. Nếu mà trước khi đi cái buổi phỏng vấn này em chỉ hiểu là bình đẳng giới là nam nữ có quyền giống như nhau, nhưng mà em lại chưa biết thật sự nó là như thế nào. Tức là em chỉ hiểu nôm na là như nhau nhưng mà không hiểu kỹ là nó trong trường hợp như thế nào, áp dụng như thế nào. Tại vì khối ngành kỹ thuật của em nó không có cái môn này nên chắc là em nghĩ là bạn em chắc cũng mơ hồ như em thôi ạ. Em được học rất là nhiều thứ liên quan bình đẳng giới chị ạ. Điển hình như là môn giới và phát triển này, và ngành của em là công tác xã hội, bởi cho nên là có rất là trong quá trình giảng dạy á, thầy cô có lồng ghép vào, bởi vì bên của em là bảo vệ cho những cái người mà giống như là người ta giống như phụ nữ yếu thế bị đánh đập này kia hoặc là lên tiếng cho người ta, cho nên là tụi em cần phải biết những cái đó rất là nhiều. Và trong cái thời gian tụi em học là cũng hơn 3 năm rồi, và bất cứ cái môn học nào thầy cô cũng có lồng ghép vô. Nói chung là em thấy là đa số là mọi người ai cũng nói là cần phải là bình đẳng giới, nhưng mà hầu như là cái điều đó rất là ít ạ. Bởi vì là nam vẫn làm những công việc mà trước giờ vẫn làm của nam, nữ vẫn làm công việc của nữ. Và dù là sớm hay muộn thì vấn đề bình đẳng giới cũng được các nhà nghiên cứu và các bạn trẻ đánh giá cao, đặc biệt là việc hiểu rõ về vai trò của nam và nữ trong việc phát triển xã hội và kinh tế. Chính vì thế mà điều mà nhiều bạn trẻ mong muốn đó là trông chờ vào việc làm sao các nhà giáo dục Việt Nam lồng ghép được chủ đề bình đẳng giới vào trong các môn học một cách có tổ chức và thực tiễn, để các môn học về bình đẳng giới không chỉ đơn thuần tồn tại như là một môn học phụ như hiện nay mà trở thành một trong những nội dung có thiết thực bên cạnh những kiến thức chuyên ngành. Cái môi trường đại học là cái môi trường rất dễ truyền thông với một cái đối tượng mà có thể có thay đổi về mặt nhận thức rất dễ. Các em trẻ thì nó dễ thay đổi hơn người lớn tuổi. Như vậy chúng ta thấy rằng cái môi trường, chọn môi trường đại học là trong nó có người thầy giáo và nó có sinh viên. Thì những cái đối tượng này là quan hệ thầy trò. Tức là cái quan hệ đó có thể dẫn đến cái chuyện truyền thông nó mang tính chất là như là đào tạo, như là giảng dạy. Thì quan hệ rất thuận. Quan hệ đó là quan hệ rất thuận. Và vì sao mà tới giờ phút này mà chúng ta nói vấn đề bình đẳng giới mạnh thì không phải thế giới nói cái chuyện mạnh mà chúng ta nói theo, mà thực tế rằng là tới bây giờ người ta nhận thức được vai trò nữ trong vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội rất quan trọng. Thì cái này chúng ta thấy rằng là hiện nay cái lao động nữ mà tham gia vào thị trường rất là lớn, và nếu chúng ta có cách cư xử đúng đắn và có nhận thức đầy đủ về vấn đề bình đẳng giới thì cái người lao động nữ họ sẽ tham gia nhiều hơn, họ sẽ có những cái việc làm tốt hơn. Vâng, và trong lúc chờ đợi các nhà giáo dục có một sự tính toán và cân nhắc để lồng ghép bình đẳng giới vào trong các môn học như thế nào để có một ý nghĩa thiết thực và thực tiễn, thì hy vọng rằng những ý kiến đóng góp của giới chuyên gia xã hội học ở hiện tại có thể tạo một sức lan tỏa trong cộng đồng, mà trước hết đó là đến các bạn trẻ, những tế bào mới của xã hội. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Vấn đề trong tuần. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với hội nghị MiniCOP 21, diễn đàn chống biến đổi khí hậu dành cho giới trẻ Việt.